Tại sao có buổi về hôm nay thì quý vị sẽ xem để chúng ta sẽ có thể học được những cái phương pháp mà người mất sau 100 ngày chúng ta sẽ như thế nào. Chứ chúng ta không cần phải để cái ban thờ vong mà để 3 năm sau đó mới đưa rước lên. Xin mời quý vị xem tiếp. Xin chào các quý vị các bạn. Hôm nay hai thầy trò chúng tôi đây là đệ tử sáng lại về Thái Nguyên. Hôm trước thì đi với đệ tử Thanh về Hải Phòng và hôm trước nữa thì đi đệ tử sáng về Hưng Yên. Hôm nay thì lại Thái Nguyên và về đây để giúp cho gia đình một học viên của tôi, đó là bạn Sâm ở Thái Nguyên. Chào mọi người đi nào. Hôm nay có bà Hoàng Thị Bình là em của bố của Tiến Chủ cũng đến đây. Bà chào mọi người đi. Và tại sao có buổi về hôm nay thì quý vị sẽ xem để chúng ta sẽ có thể học được những cái phương pháp mà người mất sau 100 ngày chúng ta sẽ như thế nào. Chứ chúng ta không cần phải để cái ban thờ vong mà để 3 năm sau đó mới đưa rước lên. Xin mời quý vị xem tiếp. Sau khi chúng tôi đã làm pháp xong thì tôi sẽ hủy cái bát nhang này là ở bàn thờ vong của bà và sẽ đưa rước ảnh của bà lên trên này. Và đây là cái vị trí ở bên trái này là sẽ là đặt bà bên này. Thì chúng ta sẽ xem tiếp tục nha. Vâng, là bây giờ là bạn Sâm của chúng ta sẽ rước ảnh mẹ lên trên. Và đây là sau 100 ngày là chúng tôi sẽ rước lên trên. Thờ phụng cùng với ban gia tiên. Có rất nhiều người thầy và có rất nhiều phương pháp khác nhau. Phương pháp mật tông của chúng tôi thì tất cả mọi cái đều rất là nhanh, gọn và đơn giản. Bởi vì chúng tôi có pháp để chúng tôi giúp cho các linh hồn được siêu thoát ngay và giúp cho tất cả gia tiên tiền tổ hoan hỷ để đón nhận những cái hương linh tiếp tục cùng với nhau để đồng hành tu tập. Thì bây giờ tôi đã đưa được ảnh của bà lên đây rồi. Vâng, đây là gia chủ đã chuẩn bị một mâm để cúng chúng sinh ở ngoài ban công. Thì thường là những cái đại sự như là sau 100 ngày hoặc là giỗ rằm tháng 7 thì chúng tôi mới đồng ý cho gia chủ để mua để cúng chúng sinh. Còn bình thường thì chúng tôi không bao giờ cúng chúng sinh cả đâu nhé. Và đây là tín chủ đang dâng chè cúng chúng sinh, hoa quả thôi, tất cả mọi cái theo cái tâm của mình, nhưng mà cái pháp thì lại pháp của chúng tôi, đó là pháp mật tông. Cô gái rượu của tín chủ đây này, đây mọi người nhìn thấy đây, là sẽ là vái các cụ đấy. Còn đệ tử sáng của tôi đang chuẩn bị cho bày lễ ở đây. Trong lúc chờ đợi thì cô con gái út của bạn Sâm là rất thích thầy, rất quý thầy và muốn ngồi đây nè. Còn với tay chào mọi người thế nào? Giỏi lắm. Đấy, cháu là giới thiệu, cháu là Hoàng Quỳnh Anh. Rồi. Vâng, quý vị các bạn thân mến, bây giờ là chúng tôi bắt đầu sắp xong các cái bộ lễ mà gia chủ tự mua và chúng tôi không có mua sắm cho gia chủ đâu. Và đây là cái tâm của gia chủ thôi. Thì gia chủ cũng cúng quần áo cho tổ tiên và có ngựa ngũ phương, bởi vì là hôm nay là cũng là một ngày đại lễ, bởi vì là sau 100 ngày mà nếu mà rước linh hồn để lên với bàn thờ là phải làm như vậy.